Các bạn ạ, mấy lần trước mình lừa băng nhóm hacker, chắc chắn bọn chúng không để yên cho mình đâu. Thay vì ngồi đây chờ đợi, mình đi trước một bước, mình đến tận hang ổ bọn chúng, xem bọn chúng có âm mưu gì không. Mình đã rửa tay gác kiếm rồi và đi ẩn giang hồ, nhưng băng nhóm hacker rất lộng hành. Hôm nay mình phải tái xuất giang hồ, tiêu diệt băng nhóm hacker, trừ hại cho dân. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày giỗ thứ 500 năm của ông tổ ngành hacker, mà hai tên kia đi học của đại cao thủ giờ vẫn chưa thấy về. Không biết chúng có nhớ đến ngày hôm nay không nhỉ? Đi nhanh lên, hôm nay là ngày giỗ của cục tổ hacker đấy cô ạ. Đại ca đang mang được giá. Đại ca ơi, bọn em về rồi. Hai người về rồi à? Làm tao lo quá. Các bạn ơi, mình đã đến được hang ổ hacker rồi. Bây giờ mình sẽ đột nhập vào hang ổ hacker. Các bạn ơi, mình đã đột nhập vào nơi căn cứ của hacker. Bây giờ mình sẽ tìm xem trong căn cứ có những cái gì. Mặt nạ hacker. Hai người về đúng lúc lắm. Thôi bây giờ vào đưa lương cho cụ tổ. Mình phải làm sao bây giờ? Đi cho ta. Ai đây? Ta chính là cụ tổ đây. Cụ tổ là đây. Cụ tổ là đây. Hôm nay ta về đây, ta thấy các ngươi thật là thành tâm. Ta sẽ phù hộ, độ trì cho các ngươi trộm cắp phá đoạt gấp năm gấp 10 lần năm ngoái. May quá có cụ tổ Hiền Linh ở đây rồi. Cụ tổ hãy lên kế hoạch để dạy cho tên chủ nhà lưu manh xảo quyệt kia một bài học, để cho hắn chỉ có nước điên này thôi cụ tổ ạ. Bọn này dám bảo mình là lưu manh xảo quyệt, ta sẽ cho các ngươi một bài học. Thôi được rồi, ta sẽ giúp các con. Chúng con cảm ơn cụ tổ ạ. Thế các ngươi có biết lai lịch của hắn như thế nào không? Dạ thưa cụ tổ, hắn là một tên giàu có nhất vùng. Con đã từng chạm trán với hắn. Hắn rất ma cô và xảo quyệt thưa cụ tổ. Các con nói đúng, cái này 500 năm về trước, ta đã từng chạm trán với ông cụ tổ của hắn, đã tranh giành địa bàn bất phân thua thắng bại. Lên hôm nay ta sẽ đích thân ra tay để đòi lại món nợ năm xưa. Các con đi theo ta. Dạ vâng thưa cụ tổ. Có phải ngôi nhà này không? Dạ đúng rồi thưa cụ tổ. Cụ tổ để con. Thôi tránh ra. Để ta. Ta có chìa khóa đây mà. Xem ta nha. Đúng là cụ tổ có khác. Các con theo ta. Các con vào đi. Xem có cái gì quý giá lấy hết cho bà. Đại ca và sư đệ yên tâm, ta
đã học được tuyệt chiêu của đại ca thổ tiểu lý phi đao. Đại ca và sư đệ tránh à? Tiểu lý phi đao à? Phi đi. Các ngươi còn chiêu gì? Ra nó đi! Đại ca! Bé! Hả? Sợ quá, sợ quá! Lại đây, lại đây! Yeah! 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 Lần này ta sẽ nhốt các người và bỏ đói các người. Đại ca ơi, hắn khóa cửa rồi. Sai, mình phải lên kiểm tra. Biết ngay mà, mình chủ quan không quá lối khoát điểm. Lại để bọn chúng thoát.